Vâng, tín hiệu chào bác nhá. Chào mừng các bác đã quay trở lại kênh nhá. Tiếp tục với chương trình video thì em lên nhanh bác một số mặt hàng mà em đang phân phối nhá. Em sẽ quay trực tiếp và báo giá cho bác luôn. Đó thì các bác nào có nhu cầu về những cái mặt hàng bên em thì cứ vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo hai cái số điện thoại nhá. Các bác đang nhìn thấy ở trên màn hình, gọi điện trực tiếp để em tư vấn và chốt đơn hàng. Và lưu giúp em khi mà các bác mua hàng bên em thì nhớ giúp em là trên 200 là các bác sẽ được miễn phí ship rồi, giao hàng toàn quốc luôn, nhận hàng các bác được kiểm tra và thanh toán nhá. Đó thì em sẽ đi về những cái sản phẩm đầu tiên trong video ngày hôm nay. Xem video thì đừng quên ủng hộ em xin nút like cũng như là một nút đăng ký kênh. Đó xem sản phẩm và video mới của em các bác nhá. Rồi cái mã hàng đầu tiên thì em lên luôn cho bác, đó là cái dòng sản phẩm đèn dầu đồng nhá. Lên mã em sẽ là cái đèn dầu đồng chạy pin nhá. Về các bác có thể dùng cái đèn này làm đèn thờ, đèn ngủ hoặc là dùng làm đèn trang trí decor rất là hay. Đó một con đèn dầu đồng. Đó, chất liệu thì toàn bộ là bằng nhựa nhá. Đấy cái này ở đây cũng bằng nhựa này. Đó bên dưới bằng nhựa. Và cái sản phẩm này đã có sẵn pin rồi các nhá. Về các bác chỉ việc là bật lên là các bác xài thôi. Đấy bật lên các bác xài, đây nó có pin sẵn rồi. Đèn của nó sẽ là đèn màu vàng nhá. Đấy nó sẽ hơi nhấp nháy một chút, nhìn như kiểu là một ngọn đèn dầu đang cháy thật luôn. Đó, thiết kế phần dưới này thì nó làm dạng mạ đồng, phần trên thì là một cái nhựa nhưng mà nó là dạng nhựa kính trong suốt nhá. Đấy thì có pin sẵn rồi nhá. Cái này thì nó sử dụng cái pin sẽ là cái pin cục áo. Đấy cái pin thì rất là dễ kiếm. Các bác mua hiệu sách các thứ bán rất nhiều. Một cái đèn này chạy là 3 viên pin cục áo này. Đó thì về các bác chỉ việc xài thôi, nó có sẵn pin rồi nhá. Về lúc nào dùng rồi các bác bật lên, không dùng thì mình tắt đi. Đấy, rất là an toàn này. Không cần phải dây dặn lằng nhằng. Đấy tránh tình trạng ví dụ các bác hay dùng những cái đèn dầu thật các thứ là, hoặc điện đóm lằng nhằng đôi khi gây ra cháy nổ, chập cháy rất nguy hiểm. Đấy các bác chuyển sang dùng con đèn dầu này rất ok. Đó, ánh sáng vừa đủ nhá. Các bác có thể dùng làm đèn ngủ này, đèn thờ này, đèn trang trí này, đèn decor rất ok luôn. Đó rất đẹp nhá. Đó có công tắc bật tắt rất tiện luôn. Rồi lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là cái đèn dầu đồng nhá, đèn dầu đồng chạy pin. Đó đèn dầu đồng chạy pin, đèn dầu đồng. Đó, đèn dầu đồng này thì giá của nó thì bữa trước đang bán bác là 70k, nay em xả kho cái lô luôn, giá chỉ còn có 40.000 một cái thôi. 40k một cái đèn dầu đồng chạy pin nha, 40k một cái nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là đèn dầu đồng chạy pin. Đó 40k một cái đèn dầu đồng nha, 40k một cái nhá, giá rất là hạt rẻ mà sản phẩm dùng rất là hay. Đó đây bật cái là sáng này, tắt đi. Đó ánh sáng màu đỏ đỏ vàng vàng nhá, rất ok luôn. Rồi cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là sản phẩm về máy xay Osaka, máy xay thịt cá, máy xay rau củ quả sử dụng gia đình, con này thì rất ok rồi. Hàng đi của thương hiệu Osaka nhá, Osaka đó một trong thương hiệu rất nổi tiếng chuyên về đồ gia dụng. Sản phẩm này thì có công suất là 350W nhá và sử dụng giúp em là điện 220. Đó. Về các bác dùng để xay thịt, xay cá, xay rau củ quả rất ok luôn. Sản phẩm thì sẽ gồm có là đi một phần thân máy này, đấy một thân máy nhá. Đấy, Osaka Japan, đó Osaka Japan. Đây là phần dây nguồn, cắm trực tiếp điện 220. Đây là cái công tắc bấm này. Đấy các bác cắm nguồn, bấm vào đây cho em là máy nó chạy này. Và bên trong này của nó thì sẽ gồm có là đi phần cối xay nhá, cối xay. Cối xay này, đây cối xay này. Đó, cối xay có phần trục này. Đó, phần lưỡi nhá. Lưỡi này của nó thì hàng này thì sẽ là hàng 4 lưỡi. Hàng 4 lưỡi thì các bác khi mà các bác xay thì xay rất là nhanh và cực kỳ nhuyễn luôn. Xay nhanh, xay nhuyễn và rất là đều. Đấy, các bác xay cho em tất cả các loại chất liệu luôn. Từ thịt cá, rau củ quả, tất cả các loại các thứ luôn nhá. Đó. Xay sinh tố, xay sử dụng nhà bếp, xay rau củ quả quá ok luôn. Đấy thì về các bác chỉ việc là cho đồ ăn đúng không đây. Đấy, sau đó các bác đậy cái nắp này vào. Lắp cho em cái máy lên. Đấy, khớp nó vào. Đó, các bác bấm nút cái thế là máy chạy có thế thôi, rất đơn giản nhá. Giờ em sẽ test cho bác thực tế xay này. Đây nha, giờ em sẽ dùng đá viên nhá. Đá viên là một những cái chất liệu rất cứng này. Đấy em sẽ xay test thực tế bác coi nhá. Đấy đá viên luôn này, đá viên vừa lấy tủ lạnh ra luôn này. Đó. Bỏ luôn trực tiếp vào trong cái cối này luôn nhá, bỏ luôn vào trong cái cối xay này. Con này nói chung là xay tuyệt vời rồi. Thực ra thì em nhiều bác chưa xem những cái đoạn này trước em xay nhiều mà. Đấy xay nhiều các bác rất là thích luôn, mà cái này em bán cực kỳ nhiều luôn đấy. Đấy, cho hết cảm khay luôn nhá. Đó, bác nào mà xem đoạn này lâu quá thì mình có thể tua qua. Đó thì em báo giá luôn nhá, cái sản phẩm này hiện tại bên em đang phân phối với giá là 110.000 một cái chiếc cối xay Osaka nhá. Đấy 110.000 một cái thôi, giá nó rất là bình dân. Đấy, cho rất nhiều đá bên trong này. Đấy cho rất nhiều đá bên trong nhá, đây, cho đầy đá bên trong rồi này. Đó. Bây giờ em sẽ tiến hành xay nhá. Các bác đậy trong cái nắp này vào. Đó đậy cái nắp này vào nhá. Đó, rồi sau đó các bác khớp nó vào đây. Đấy, khớp nó vào. Và các bác để lên đây, cấp nguồn cho nó vào là xong. Đó, cấp nguồn vào đây. Cắm trực tiếp vào nguồn 220 nhá. Đấy, cắm trực tiếp nguồn 220. Đây, giờ em sẽ bấm cho bác con này. Đấy, thì ở đây, các bác bấm ở đây là máy chạy nhá.
đây bấm đây. Cái sản phẩm máy xay này thì các bác bấm thì nên nhấp nhả nhé, các bác đừng giữ lì là nó sẽ rất là tổn thọ đấy, nó nhanh hỏng máy nhá. Đấy, các bác nên nhấp nhả nhé. Nhấp nhả thì cái tuổi thọ máy thì nó sẽ được tăng hơn. Đấy, đây các bác xay này. Đấy, rất là đơn giản thôi, chỉ việc ấn vào đây thôi là máy nó quay. Đó, xay xong đấy các bạn. Nói có vài câu chắc là chưa đến 3 giây luôn, chưa đến 5 giây luôn. Máy xong ngon lành rồi. Đấy, xay ngon lành đây. Mở cho bác xem thành quả nhá. Đó, mở bác xem thành quả. Ui trời. Quá tuyệt vời luôn này, có nhìn này, đá này. Nhuyễn như băng luôn nhá. Đây, đúng như tuyết luôn này, có nhìn này. Đá viên đây nhá. Vừa nãy cục viên rất to nhá, đây này có nhìn này. Đấy, ví dụ như các bác có làm tí sinh tố, đấy, mình xay tí đá, mình ăn tí sữa chua đánh đá cũng quá ok luôn, cho luôn đây các bác xay, quá tuyệt vời luôn này. Đây. Đấy, ngon lành cái nào luôn nhá. Đó, thực tế về sản phẩm test ngon lành bác luôn. Đó, các bác thấy thực tế sản phẩm nhá. Rồi. Đấy là thực tế về cái sản phẩm máy xay Osaka em đang phân phối các bác nhá. Đó, thì giá thì em báo giá lại một lần nữa này. Lên mã giúp cho em sẽ là cái sản phẩm là cái máy xay Osaka nhá. Sản phẩm này thì sử dụng điện 220, công suất sẽ là 350W nhá. Và em báo giá luôn 110k một cái con máy xay Osaka nha. Lên mã em sẽ là cái máy xay Osaka. Đấy, Osaka. Sản phẩm này các bác có thể là xay đa năng các tất cả các loại thực phẩm luôn. Đấy, từ thịt, cá, rau, củ, quả, xay sinh tố, xay thịt, xay mỡ được hết luôn nhá. Đấy, vì nó là dòng 4 lưỡi, nó chém rất là khỏe luôn. Đó, vừa xay test thực tế đá viên này bác rồi, rất cứng nhá, nhưng mà nó chém nhuyễn luôn nhá. 110k một cái con sản phẩm nha. Sản phẩm tiếp theo thì em lên mã xả kho luôn cái mã hàng gối massage này. Đấy, gối massage 16 bi nhá. Đấy, con này thì bên em bán cực kỳ chạy luôn. Và đợt này em về cái lô này giá cũng rất là tốt để vụ bác luôn nhá. Lên mã giúp cho em sẽ là chiếc gối massage. Đó, chiếc gối massage 16 bi nhá. Con này là dòng cao cấp 16 bi đấy. Giá của nó thì bữa trước đang bán là 350.000. Em về bác mức giá rất dễ mua luôn, 260.000 một chiếc và sẽ bao ship cho các bác tận nhà luôn. Đấy, 260.000 nha, các bác không nghe nhầm đâu. 260.000 một chiếc gối massage nha. Hàng mới căng nguyên hộp luôn. Các bác mua về làm quà này, một cái món quà cho người già, người thân. Đấy, bố mẹ, anh chị em, ông bà, bố mẹ rất ý nghĩa. Rồi các bác mua về sử dụng trải nghiệm này. Đấy, sau những ngày làm việc mệt mỏi, các bác mua về. Mình bật máy lên và bắt đầu thưởng thức cảm nhận thôi. Máy thì chạy cực kỳ khỏe, rất êm và massage cổ vai gáy này. Đấy, massage cả người cả chân tay được luôn, rất ok nhá, cực kỳ đa năng nhá. Bộ sản phẩm sẽ gồm có là một thân máy này, đi kèm với cho bác là một cục nguồn nhá. Đấy, một cục nguồn. Con này nó sử dụng cái nguồn 220 và qua cục adapter này nó sẽ chuyển xuống nguồn là nguồn 12V nhá. Thì đây. Đấy, đây là chân của nó, chân nguồn nó này. Đó. Và đây là phần máy này, đó, toàn bộ là có phần bọc da nhá. Ở đây là phần lưới này. Đấy, và bi là hai bi hai bên. Phần dây kết nối nguồn này, bên này thì là những cái phần thao tác nút bấm nhá. Đấy, ví dụ như là bật tắt này, rồi là đảo chiều, tăng tốc giảm tốc này. Đấy, rồi là kiểu đảo sóng tiết kiệm điện, rồi các chế độ massage khác nhau ở trên cái bảng điều khiển nhá. Thì các bác bấm nút bấm rất là dễ dàng nhá. Đặc biệt dùng cho người già rất là dễ dùng sử dụng luôn. Đó, chỉ có 260.000 thôi nhá, một chiếc gối mới keng nguyên hộp như này luôn. Đấy, 260k. Đây đang về cái lô này giá rất tốt luôn. Đây thì giờ em sẽ cắm vào test bác coi này. Đấy, đây. Cấp trực tiếp nguồn 220 cho em. Đó, cắm trực tiếp nguồn 220. Sau đó là các bác cắm vào đây. Cắm vào cái dây bên hông này. Đó. Đấy, các bác để đầu giường, lúc nào mà cần thiết cái bấm cái lên luôn nhá. Đấy, nó có cả chế độ đèn hồng ngoại này. Đấy, có cả chế độ đèn hồng ngoại để sưởi ấm nhá, sưởi ấm này. Đấy, có nhìn này, tay em này nó đảo này. Đó, tay em nó đảo đây này. Đấy, tay đảo này. Đấy, máy chạy khỏe êm lắm. Đó, các bác massage cổ vai gáy phê lắm, thích lắm. Đấy, sau những ngày làm việc mệt mỏi rồi, đau lưng, đau cổ các thứ rồi, các bác gối lên cho em. Đấy, gối khoảng tầm 30 phút thôi là sướng tê người luôn. Đấy, nói chung là thích lắm, dùng thích lắm, ok lắm. Đó, máy chạy cực kỳ khỏe nhá. Đấy, các bác nhìn bi đang quay này. Đó. 260k nhá. Lên mã cho em sẽ là chiếc gối massage 260k bao ship, cắm trực tiếp vào nguồn 220 là các bác xài. Đây, các bác cùng xem thực tế video về sản phẩm này. Đây. Thật là cảm giác. Đó, thấy không? Đây là
là chiếc gối massage cổ vai gáy. Gối này thì có 3 chế độ massage, sẽ mô phỏng cho 8 động tác massage chuyên nghiệp. Ở cái gối này còn có chế độ hồng ngoại giúp chườm nóng và lưu thông khí huyết tuần hoàn máu. Gối được thiết kế đường cong công thái học tạo cảm giác mềm mại và ôm trọn cột sống cổ. Đó, cảm giác nằm lên chiếc gối massage này sau một ngày dài làm việc mệt mỏi nó rất là sướng luôn. Và ngoài cái chức năng chính là massage cổ vai gáy ra thì em này còn linh hoạt massage được ở mọi vị trí như là ở phần lưng nhá, cho các anh chị em hay làm dân văn phòng hay ngồi nhiều thì massage lưng sẽ rất thoải mái và đỡ mỏi hơn. Massage bắp chân giúp giảm căng cơ sau một buổi vận động hoạt động thể thao nhiều. Ngoài ra còn massage được cả tay, cả lòng bàn chân và bụng vân vân. Một ngày dành ra 30 phút để massage cho toàn thân sẽ giúp cho thư giãn, giảm căng thẳng mệt mỏi, thoải mái, giảm căng cơ, thúc đẩy tuần hoàn máu, từ đó sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể khỏe mạnh và ngủ ngon hơn. Đó, thực tế về sản phẩm nhá. Đấy, sản phẩm phù hợp cho tất cả các loại lứa tuổi nhá. Lứa tuổi từ trẻ đến già, các anh chị dân văn phòng, những người nào chơi thể thao, bố mẹ, ông bà và những người lớn tuổi nữa, khi dùng được, bạn cũng dùng được, mua ở đây nhá. Đấy, thực tế về sản phẩm nhá. Đó, đây, vẫn đang chạy đây. Đó, các bác về các bác có thể để tay lên đây này, để bắp chân lên đây, để phần lưng lên đây, rồi là để phần cổ vai gáy được tất luôn nhá. Đấy, nói chung là một chiếc máy massage đa năng. Mà giá đợt này thì đang sale giảm giá cực tốt bác luôn, 260k một chiếc gối massage nhá. Đấy, 16 bi bao ship cho bác đến tận nhà luôn nhá, đầy đủ phụ kiện, đến nơi các bác cứ cắm test thử cho em, ok các bác nhận hàng thanh toán nhá. Rồi, đấy, em qua những mã hàng tiếp theo. Rồi, cái mã hàng tiếp theo thì em lên luôn cho bác, đó là cái con máy hơi nhá. Các bác cứ lên mã giúp cho em sẽ là sản phẩm là máy hơi mini, đấy, hàng của Đài Loan. Bác nào mà đang sửa xe này, đấy, rồi là các bác muốn kiếm một cái con máy hơi, các bác dùng gia đình, mình dùng để bơm xe ô tô, đấy, xe máy, xe đạp, đó, rồi là tất cả các loại bánh xe thì các bác mua cho con này. Con này cái hay của sản phẩm này là nó dùng điện nên là nó chạy cực kỳ khỏe luôn, đấy, chạy rất khỏe nhá. Hàng của Đài Loan mới keng nguyên hộp luôn nhá. Đấy, hàng của Đài Loan, nói chung là sản phẩm này dùng điện, dùng chất đó. Đó, máy chạy êm và khỏe nhá. Đây, quay qua bác một chút về phần thông số công suất này. Đây là phần dây bơm nhá. Đấy, phần dây bơm rất là dài nhá, có bọc dù bên ngoài chống gập chống gãy này. Đó, đây là phần dây nguồn cắm trực tiếp vào nguồn 220. Đây là phần thông số này. Đấy, hàng made in Taiwan. Đó, AC220 này. Đấy, thực tế của nó là 35 lít trên một phút này, cực kỳ khỏe luôn nhá. 35 lít trên phút rất khỏe luôn, có phần đồng hồ đo áp suất nhá. Đây là phần tay xách này, các bác xách vào đây. Đây là phần bộ motor và phần đầu hơi này. Đấy, con này thì nó 100% motor của nó là bằng đồng nhá, 100% là motor là bằng đồng. Đây, 100% là motor bằng đồng nhá, nên là các bác yên tâm. Đấy, bơm các loại xe, xe đạp, xe máy, ô tô cho em, bơm tất cả các loại xe luôn và bơm rất khỏe, bơm rất nhanh nhá. Giờ mình sẽ cắm test bác coi này. Đấy, thì ở nút bên hông thì sẽ gồm có là một cái phần, đây là cái phần cầu chì này. Đấy, và đây là cái nút bật tắt của nó, có thế thôi, rất dễ dùng nhá. Dùng nó các bật lên, không dùng thì mình tắt đi, thế xong. Đó, đây là phần dây bơm khá là dài luôn. Đó, cắm trực tiếp vào nguồn 220 này. Đây, em sẽ cấp nguồn này. Đó, sau đó bật cho bác coi này. Đó, máy chạy nhá, cái lượng hơi nó ra rất là khỏe nhá. Đây, em đè hơi này, các bác nhìn đồng hồ này, em đè hơi này, em đè hơi này, các bác nhìn đồng hồ này. Đó, có thấy không, đồng hồ nó lên, nó đẩy lên luôn nhá. Đây, giờ sẽ test bằng cái cách này để các bác biết là cái lượng hơi của nó ra như nào này. Đây, có một cái túi bóng như kiểu em đang bơm hơi vào một cái xăm xe này này. Đây, em sẽ buộc đây nhá. Đấy, bật máy này. Đó, thấy không, hơi lên rất nhanh nhá, và cái túi bóng này rất là to luôn này. Đó, tăng đét rồi này. Đó, thấy không, túi bóng này rất là to nhá, nhưng mà bơm hơi vào là căng đét luôn này. Đó, bơm hơi vào căng đét luôn, rất là hay nhá. Đấy, về các bác sử dụng, mình dùng để bơm xe. Con này dung tích của nó, cái công suất nó lên đến 35 lít trên phút này, có yên tâm là cái lượng hơi nó ra rất khỏe, bơm rất nhanh luôn. Đấy, bơm xe đạp, xe máy, ô tô các bác sử dụng gia đình, rồi là ví dụ như là các bác quán xá nhỏ, mình cần cái con máy hơi dạng mini dạng nhỏ nhỏ thôi, thì các bác mua cho con này. Đấy, nó là cái con máy hơi mini, nó mô phỏng là của cái con dạng lớn lớn ấy. Chắc là nhiều bác nhìn thấy cái biết đấy, con máy hơi dạng to rồi, thì đây nó là dạng mô phỏng dạng nhỏ nhá, dạng nhỏ, dạng máy hơi mini dạng nhỏ. Nó thì các bác cứ lên mã giúp em sẽ là cái máy hơi mini nhá, máy hơi mini. Đấy, hàng của Đài Loan mới keng nguyên hộp luôn. Đó, thì số lượng con này thì em có ít thôi nhé, không có nhiều đâu, thì em báo giá luôn này, 480.000 nhá, 480.000 lên mã giúp em sẽ là con máy hơi mini. Đấy, máy hơi mini 480k nhá, 480k, và em sẽ bao ship cho bác tận nhà luôn nhá, sản phẩm này bao ship cho bác tận nhà luôn. Đó, 480k con máy hơi mini, về các bác xài gia đình. Đấy, rồi anh em thợ thuyền
các bác dùng để bơm hơi xe đạp, xe máy, ô tô rất là phù hợp luôn. Đấy, lượng hơi vào rất là nhanh, rất là khỏe nhá. Đó, cắm trực tiếp vào nguồn 220 các bác xài, nhỏ gọn tiện lợi, dễ sử dụng, mang đi mang lại rất ok. 480k một chiếc máy hơi mini các nhá. Tiếp theo thì lên luôn cho bác đó là cái cuộn keo dán tôn, dán chống thấm chống rột này. Đấy, cũng rất nhiều bác hỏi cái mã này luôn. Đấy, và bắt đầu đang vào đợt này, đang vào cái đợt mùa mưa rồi mà. Đấy, bắt đầu đang vào một đợt mùa mưa rồi. Đấy, ví dụ như là mái tôn này, mái bà rô thứ nhà mình đang hiện tại đang bị lủng này, bị rột này, thì các bác mua cho mấy cuộn này về các bác dán cho em. Đấy, dán cho em. Đấy, các bác chỉ việc bóc ra cho các bác dán thôi nhá, rất là dễ dàng dụng luôn, mà nó dán chống thấm rất là tốt luôn. Ở đây về bóc cho em cái lớp này, nó có cái băng keo dính này, các bác bóc ra. Đấy, bóc ra sau đó các bác dính trực tiếp. Đây, nó có một cái lớp keo này, dính kỹ quá. Đó, về các bác bóc ra xong rồi các bác ôm trực tiếp cái chỗ này vào cái chỗ lủng nhá. Và đây nó có một cái lấm tấm, cái lớp dạng keo, cái tờ giấy nó bảo vệ lớp keo này. Đấy, các bác bóc trong cái tờ giấy ra nhá thì nó mới dính được nhá. Đây này, bóc cái tờ giấy này ra. Ở đây nó dạng keo này. Đấy. Cái keo rất là hay là khi mà có ánh nắng hoặc nhiệt độ tác động lên thì cái keo nó càng chảy ra và nó càng dính. Đấy, nên đặc biệt là các bác dán ở những vị trí ví dụ mái tôn, mái bờ rất là phù hợp luôn. Cái bản này nhà em đang bán thì cái bản nó là bản to nhá, bản này là bản 10 cm. Đấy, ví dụ như đến cái chỗ nào nhỏ thì mình có thể cắt đôi ra. Đấy, cắt đôi ra thì các bác dùng nó tiết kiệm hơn. Đó. Cuộn này thì sẽ dài là 5 mét nhá, dài 5 mét này. Dài 5 mét và cái khổ của nó sẽ là khổ 10 cm nhá. Khổ to này là khổ 10 cm và dài là 5 mét này. Dài 5 mét và em báo giá luôn, bên em đang bán chỉ có 40.000 một cuộn này thôi. 40.000. Lên mã thì em sẽ là cái cuộn keo dán tôn nhá, keo dán tôn. Keo dán tôn này, dán chống thấm chống rột này, dán chống thấm chống rột nhá. Giá của nó sẽ là 40.000 một cuộn nha. Khổ của nó sẽ là khổ 10 cm. Nếu mà các bác muốn khổ nhỏ hơn thì các bác mua về các bác cắt ra thôi. Đấy, cắt ra là dùng dán được thoải mái nhá. Đấy, cắt ra dán được thoải mái luôn. À, thực tế video test thực tế đây các bác cùng coi sản phẩm này. Đấy, nói chung là hiệu quả lắm mà dùng ok đấy. Đây. Mình thấy trên mạng là rất hot cái băng dính chống thấm nước này nhá. Mình mua về kiểm tra thử luôn nha. Băng dính này thì dán được trên mọi bề mặt các bạn nhá, kể cả dán trên bề mặt đang ướt nha. Khi dán vào thì bóc ra rất khó. Loại này chống cả nước, chống cả nóng. Bây giờ mình hy sinh chọc thủng cái chậu để kiểm tra nhá. Lưu ý là khi bóc ra thì nó còn có một lớp ni lông mỏng để bảo vệ chất keo các bạn nhá. Mình phải bóc ra thì mới dán được. Các bạn nhìn kỹ nhá, bơm đầy nước và mình thử dán nha. Nước đã chảy qua cái lỗ mình đục sẵn, mình không cần lau khô chậu và mình dán luôn nhá. Một phát ăn ngay luôn các bạn nhá. Mình kiểm tra thì không hề bị giò một giọt nước nào luôn. Sản phẩm này mình đánh giá đúng như quảng cáo nhá, 9,5 điểm các bạn nhá. Đấy, thực tế về mình sản phẩm nhá, đúng như là thực tế luôn. Đấy, đánh giá điểm lên đến 9.5 nhá. Dán thực tế thì các bác chỉ việc là về bóc cho em cái miếng dán bảo vệ này, các bác ốp trực tiếp vào cái chỗ nào nó bị thấm rột cái thứ ra, mái tôn, mái bờ rô, rồi những cái chỗ nào mà tường nứt, vách nứt cái thứ ra. Đấy, những cái chỗ mà nó giao nhau nó bị nứt, nó bị thấm ra thì các bác dán trực tiếp vào là xài thôi nhá. Đó, một cuộn này chỉ có 40.000 thôi. Dài 5 mét nhá, rộng 10 phân, dán khá là nhiều luôn đấy. Đó. 40.000 một cuộn keo dán tôn, dán chống thấm chống rột nhá. Tiếp theo thì em lên luôn cho bác cái hàng đó là cái bộ bình 3 cốc này để về các bác xài. Đấy, các bác hay đi du lịch, đi chơi, đi picnic, đi câu cá rồi các bác sử dụng gia đình hoặc là anh em các bác mang đi làm cũng rất ok luôn. Một cái bộ bình này thì sẽ gồm có là một chiếc bình chính này, đi kèm cho bác là 3 cốc. Cái bình này thì dung tích của nó sẽ là đi 500ml, đấy, nửa lít nước nhá, giữ nóng 12 tiếng, giữ lạnh 12 tiếng nhá. Giá thì em báo giá luôn chỉ có 70.000 một bộ thôi. Thì sẽ bao gồm đây các bác này, là một chiếc bình này, đi kèm bác là 3 cái cốc luôn. Đấy, là mình có cốc uống nước sẵn luôn nhá, không cần phải mua thêm cái gì cả đây. Full combo một bộ nhà, đó, một bộ nhà nhá, là gồm một bình này, 3 cái cốc này. Đấy, cốc là bằng inox luôn nhá, bên ngoài có phần bọc nhựa chống nóng, rất ok luôn. Đây, phần bên trong này. Đấy, đây Su 304 đó, dấu Su 304 này. Đó, bình giữ nhiệt 12 tiếng nhá, nắp đậy ok luôn. Và cái con này nắp đậy nó thiết kế dạng nắp đậy mà mở nhanh nhá, các bác ấn vào đây. Đấy là các bác rót nước ra bình thường. Đấy, còn lúc nào các bác muốn khóa hoặc ấn cho em phát nữa là tụt vào là nó sẽ khóa kín luôn. Đấy, rất ok. Là nước không thể ra nữa nhá, các bác xoáy chặt vào nước ra ra luôn. Đó, thiết kế cực kỳ chắc chắn và đẹp nhá. Một bộ này các bác đi chơi này, đi du lịch này, đi picnic, đi câu cá này, đi làm này. Đấy, mình có cả bình cả cốc. Đấy, anh em bạn bè đấy, đi làm đông với nhau. Đấy, hoặc đi chơi đông với nhau. Đấy, mình có cái bộ này là ngồi uống trà, uống cà phê nhâm nhi rất ok luôn. Đó, uống rượu được luôn. Bộ bình 3 cốc nhá, bộ bình 3 cốc báo giá bác luôn. Bộ này thì hiện tại em đang cửa bác giá rất là hạt rẻ, chỉ có là đi 70.000 bộ thôi. Lên mạng em xem cái bộ bình 3 cốc nhá, bộ bình 3 cốc này. Đó, giá của nó sẽ là 70k một cái bộ bình 3 cốc nhá. 70k một bộ là bao gồm là một bình và 3 cái cốc nhá. Bình dung tích của nó sẽ là 500ml.